Người ấy chờ đợi bạn từ rất lâu rồi. Người ấy tin tưởng vào tình yêu đích thực. Một người yêu thương người ấy vô điều kiện, luôn cam kết kiên định lựa chọn ở lại bên người ấy, cùng với người ấy đối diện với mọi thăng trầm của đời người, cùng với người ấy xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Từ khi gặp bạn, ngay khoảnh khắc đầu tiên, người ấy cảm giác rất quen thuộc, như là đã gặp bạn từ rất lâu rồi. Điều này thể hiện rất rõ ràng bạn có những phẩm chất tích cực mà người ấy luôn nghĩ về. Sự hiện diện của bạn đã giúp người ấy nhìn rõ ràng sự thật mà người ấy chôn giấu trong tâm hồn của mình bấy lâu nay. Ở bên cạnh bạn, người ấy dễ dàng biểu lộ sự thật của mình. Từ đó người ấy dễ dàng nhìn thấy được những gì người ấy cần phải thay đổi, những gì người ấy cần phải phát huy. Ngày càng biến đổi mạnh mẽ, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Bạn chính là quý nhân trong tình yêu của người ấy. Người đến làm rạng ngời cuộc đời của người ấy, giúp người ấy tìm thấy chính mình, tìm thấy sức mạnh vô hạn luôn có sẵn bên trong người ấy. Người ấy rất trân trọng và biết ơn bạn. Người ấy nhận thức rất rõ ràng trách nhiệm của mình trong mối quan hệ, luôn dùng tất cả những nguồn tài nguyên người ấy có để hỗ trợ tích cực nâng đỡ bạn trên hành trình cá nhân của bạn, đồng thời nuôi dưỡng xây dựng mối quan hệ với bạn ngày càng sâu đậm và bền chặt. Khi mỗi cá nhân chúng ta đều thể hiện rõ ràng trách nhiệm của mình trong tình yêu, có nghĩa là hỗ trợ cho nhau phát triển trên hành trình cá nhân và cùng nhau xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu đậm bền chặt, thì có sóng gió nào cũng dễ dàng vượt qua, và chúng ta cũng dễ dàng trải nghiệm được tình yêu đích thực, hạnh phúc đích thực trong cuộc đời này. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với các bạn.